Cô chú anh chị ơi, bây giờ là bảo vệ vô rồi cô chú anh chị ơi. Tụi em tranh thủ thắp nến đốt nhang cô chú anh chị ơi. Bây giờ thật sự mà nói là đúng 5 giờ là cái ban. Đó, 5 giờ là cái ban cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ nè, đó. Đèn cầy là rất là đẹp nè. Ôi, lạ nè. Ui, có biến nè. Ba căn nhà nó công chồng nè. Wow, có biến, có biến cô chú anh chị ơi. Cái nào có biến là em qua quay lại à. Ba căn nhà công chồng. Ờ. Wow, sao nó công dữ vậy trời. Hôm nay anh nê có bị đặt nữa. À, cô chú anh chị ơi. Rồi để cho anh em thắp nhang trước đi rồi em thắp nhang sau. Thì giới thiệu với cô chú anh chị là bây giờ lấy khăn. Ê mày cầm ta lấy khăn tao lau mộ ơi. Thôi người ta lau rồi, khỏi cần lau nữa anh ơi. Trời nó mưa nó bão anh ơi. Anh bớt diễn. Rồi rồi. Thương. Bây giờ thắp nhang rồi đốt đèn cầy cho cậu xong rồi về được rồi. Tao thương cậu, tao lao cậu mộ cậu, tụi bay cũng kêu tao diễn. Thương cậu nè. Mà sao không chịu dán cho cậu mà cứ để mấy ngày rồi. Bây giờ á làm cái gì cũng phải hỏi chị Hồng Loan. Ok chưa? Tao nãy chị Hồng Loan chắc anh bảo vệ vô lấy cái miếng này rồi. Giữ để anh dán. Ờ giữ cái miếng này hôm bữa ông Trần cũng nói là phải để cái miếng chị. Anh thợ đá như anh giữ rồi. Rồi giữ dán lại cho cậu mới. Sẽ dán lại cho cậu. Người ta phải xử lý rồi đó anh. Xử lý lại chứ mộ mới mà vậy đâu có được đâu, tự nhiên mẻ một cái. Thương cậu ghê cậu ơi. Mộ yên mà đẹp mà mẻ miếng. Hả? Giờ em không thấy. Bởi nhớ có người. Tao em bể mấy ngày nãy giờ em không thấy. Em sai sót à. Trời ơi tan nát. Ủa cái này cái cũ hả? Đúng không? Cái gì? Cái lúc kia lúc giờ kỳ lưng á. Giờ kỳ lưng á. Chị Long thấy chị Long đỏ mắt luôn đây nè. Lúc anh đi bên kia xuống là bị nó lúc qua tâm thì cổ lấy khăn giấy đưa chị nữa. Cái đây thì lúc đó hơn Trần mấy anh chị mấy sao khóc theo luôn. Anh lấy miếng đá đó, anh dán keo cho anh trà lại ha. Anh lấy máy trà lại. Đó. Nghề của mấy anh sẽ xử lý. Thì lấy lại nói thẳng lại ha. Để nó mình thì cũng có cái nhiệm vụ là khi mà mình giữ lại này thôi. Nè mày thấy không? Cái cây bông của chị Hồng Loan trồng chỉ có đẹp nhất thôi, còn cái keo. Héo à. Không đứa nào tưới nước hay sao không éo? Đâu, nhưng mà phải tưới nước, cây phải cái nước nó khô quá hay gì á, anh em lấy nước tưới cho. Không, tưới nước có gì đâu mà hỏi. Tại vì thấy cái cây sống là nhờ nước mà. Anh xịt lên mộ tà la tầm lâm đó mà. Cây sống là nhờ nước mà không có nước là nó chết. Cứ ai mà tới sáng sớm mà thấy mấy cái anh nhân viên anh cầm cái vòi anh xịt rửa mộ là rửa mộ đúng rồi. Lâm hết mà. Vậy hả? Rửa mộ. Mình quay ở đây. Vậy chứ. Là có nước không? Có nước chứ. Mấy anh mình quay ở đây chứ sau lưng mình là hai anh bảo vệ đứng. Rồi ơi. Tranh thủ đi. Tranh thủ đi anh em ơi, tranh thủ ở đây cuối giờ rồi. Thì bông thì sau khi mà hôm qua tới giờ em mới nghiên cứu em thấy là bông bây giờ nó đổi màu hết rồi cô chú anh chị ơi. Không giả anh ơi. Bông giả nó mới đổi màu, không biết có cái điều gì không. Thì giờ bông nó cũng đổi màu luôn rồi. Thì có khả năng nắng nó chiếu xuống nó bạc màu. Có một cái điểm là duy nhất là nắng nó xuống rồi mưa gió là nó bạc màu. Vậy thôi. Vậy thôi nè bông này cũng rụng nè, thấy không? Bông của chị không đâu. Thiếu nước nè. Ha. Mày có một cái điều anh thiếu nước không? Thiếu nước ở trên mộ cậu ông là cái hình không bao giờ bay màu. Em sẽ qua bên kia là bông gì? Bây giờ đâu có bay màu đâu. Hình cậu bay màu nữa, tao thua luôn. Hình cậu mà bay màu nữa thì không, tao không biết nói sao luôn. Thì em thấy màu nó vẫn y chang nè. Không, mấy cái hình để lâu nó sẽ cũ, nó sẽ bị nhạt nhạt á. Đây là màu nè, chất liệu cao cấp lắm á. Cậu là bia mộ cao cấp mà. Cấp. Tên cậu à. Trời ơi. Hôm bữa gì hai cái chữ này thôi mà gia đình xào xám. Cậu ơi, bây giờ xong rồi hết rồi đó. Cái gì cũng xong hết rồi. Cái gì cũng xong hết rồi. Còn cái hoa sen chưa dán thôi. Hoa sen chưa dán nè cô chú anh chị nè, đó nhấc lên cho cô chú anh chị thấy nè, đó nhấc lên. Hoa sen chưa dán. Thì hôm bữa cũng xuống hỏi chị Hồng Phượng rồi, hoa sen sao chưa dán, chị Hồng Phượng mới nói là bên hoa viên. Đó. Để hoa viên thì không biết sao hoa viên chưa biết. Còn cuốn sách thì nó đã đi theo ông theo bà rồi, nặng quá. Cậu không nổi, sách nó nặng quá. Quá rồi. Ừ. Vậy mà hả, hôm qua cậu cổng hai con kỳ lân vậy. Trời, không, không. Bây giờ cậu cổng hai kỳ lân thì hai con kỳ lân nó ra ngoài sân nó đứng rồi. Bởi vì cậu mẻ luôn nè. Rồi thôi thắp nhang rồi về mày. Để mấy anh bảo vệ mấy thì, ảnh trong. Bây giờ thì mình thắp nhang cho cậu rồi chuẩn bị đi về. Tại vì cũng hết giờ thăm viếng mộ cậu nha cô chú anh chị.
mọi người mà muốn thăm viếng mộ cậu thì cả nhà có thể đến sớm. Đến sớm, sớm hơn 5 giờ nha cô chú anh chị. 5 giờ chiều là hoa viên bắt đầu là từ 7 giờ sáng cho đến khoảng 6 giờ chiều thôi. 6 giờ. Nhau cho ta nói 4 giờ thôi đó. Chứ sợ nhiều người tới trễ lắm là không có được vào đâu. Mộ rất là đẹp nhưng mà có một cái chỗ nó bị bể. À, bể thì bây giờ sẽ khắc phục lại, nó bể lại nha cô chú. Hôm nay là con quy phụng này, con hạt. Cái điều gì không? Hạt hả? Con hạt nó đứng trên con quy. Em hay coi trong phim á, nhiều khi là con hạt nó bay á. Con hạt này nè, sao? Sáng ai lại để hai con hạt nó đối đầu nhau nữa. Đối đầu là không được đâu nha. Thì bởi mới chỉnh lại nữa nè. Ai chỉnh đối đầu vậy? Hồi sáng thấy đừng nằm trước nữa kìa. Ủa sao kỳ vậy? Ai chỉnh kỳ vậy? Không được. Nghĩa là cậu không thích con hạt này rồi. Không, nhưng mà không được di chuyển tại vì hôm bữa lên là thấy chị Hồng Loan á. Nằm trời ơi, sao kỳ vậy trời. Cậu không thích có khi nào tối còn dời không? Có khi nào mà tối còn dời không? Chậu bông là bỏ đây luôn nè. Chậu bông nào? Chậu bông nào? Nó là bỏ chậu đây còn chậu nó là sau nhậu bưng vô. Cậu không thích chậu bông nữa hả? Bông này nè. Bông đó hả? Ủa sao dời vậy trời ơi trời. À, buổi tối ở đây có nghĩa là hôm bữa hai con hạt nó đối đầu với nhau, chị Hồng Loan lên mới chỉnh hai con hạt nó phải ngó lần trước, hiểu không? Là cái đó là ý chị Hồng Loan là đã chốt rồi. Cậu cũng không còn muốn bây giờ ai mà chỉnh hai con hạt này luôn hay sao á? Sao mà sáng vô là nằm ngoài đường rồi? Dạ. Thôi, hạt nó không nằm đây chứ nằm đâu? Hạt là đưa cậu về trời mà. Chứ mà hạt hồi sáng em thấy là để này thôi chuyển lại cho đó là. Rồi. Sao mà ai di chuyển đồ đạc của chị Hồng Loan, để y nguyên cho chị Hồng Loan đây trời. Chỉ nghe vậy chỉ buồn á. Chắc là chị Hồng Loan bỏ xuống dốc viết khách nội gì đó. Bớt rộng ra. Anh kiểm tra coi xem hôm nay có xuất hiện dược phẩm gì mới không anh. Để mình thông báo gì Hồng Loan. Đố anh phát hiện gì không? Phát hiện gì ạ? Hồi sáng là em thấy cái hơn hạt nó xài cái đầu ra kia kìa, bây giờ nó dùm lật kìa. Hai con hạt nó dừng lại. Con. Thì tối là nó cần tình thương mến thương nó anh dừng có lại. Biết có một cái gì nữa không? Hai cây quạt. Sao ở đây hai dưới hai quạt nó lại có cái này? Nó là cái điều gì vậy anh? Có cái gì nào? Bởi mà hả đặt trong lưng lắm rồi, tao không biết đâu. Cái lắm nói chung là thôi về. Bởi vậy chị Hồng Loan đâu nhận gì nữa là đúng rồi. Thì chị Hồng Loan cũng đã lên tiếng rồi, không có nhận nữa. Bữa em cũng nói chị Hồng Loan nó kêu nhiều quá, nhiều đồ chứ đâu có. Nhiều đồ dưới quá hả? Dưới gầm bàn rất là. Bà cái nhang nhiếc đồ đó mốt dọn lại hết. Dọn hết thì quá trời luôn. Quá trời. Nhang dầu. Dọn nhưng mà về chỗ đồ để phải để dưới đỡ chứ giờ sao vậy? Không, ba cái đồ đó thì không biết sao. Nhưng mà điều quan tâm nè, hai con hạt này ai dời đi của chị là hơi bị kỳ luôn á. Con hạt này mới đầu á là để như thế này rồi xong rồi đối mặt rồi bây giờ dời tù lưa là không có được đâu. Tại vì mấy cái đồ tâm linh là kỳ nhất là dời tới dời lui đó chứ không giỡn đâu. Không có nên đâu. Rồi thôi bây giờ thì cũng đốt nhang rồi cả nhà. Em cũng xin đốt bây giờ đốt nhang xin kết thúc video ở đây. Đốt thì hôm qua đó em nghe nói là đốt thì phải đốt 3 cái gì cũng hay 3 cái hết. Đốt nhang thì 3 cái, đốt thuốc thì 3 điếu. Nè, đốt rồi có người đốt. Rồi bây giờ đốt thiếu 3 điếu rồi. Bây giờ em đốt 3 cây nhang nữa thôi em về. Con thì con không có đốt nhang cho cậu mà con khấn con vái cậu thôi nha cậu. Hương Trần kết thúc clip đây, Hương Trần đốt nhang cho cậu nha.